Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 58. Hồi nãy những đức nghe cô này, cô kể về cái căn bệnh của cô mà niệm Phật chuyển hóa được. Cô nói là cô bị té xe, nó kéo dài khoảng gần 20 thước. Thì khám nó nói phải mổ cái chứ. Thì cô cũng là Phật tử, cũng biết niệm Phật. Có một Phật tử khuyên cô nói rằng cái chân cô đừng nên mổ. Nếu cô mổ cái chân cô đi không được luôn. Nếu cô là người biết niệm Phật, cô chân thật cô niệm Phật lễ Phật đi. Dù là nó đau đó, cô chân thật lễ Phật đi, sẽ có cảm ứng thù thắng. Cô này có nói rằng có nghĩa là bất giác thì sao không biết, mà cô tự nhiên cô nghe cái lòng cô giống như tỉnh ngộ vậy. Cô kể như Đức nghe đấy, giống như cô tự nhiên cô tỉnh ngộ vậy thầy. Này, bây giờ mình quyết liều một phen chuyên niệm Phật lễ Phật luôn. Cô nói rằng là chỉ niệm Phật lễ Phật thôi, cái chân không mổ mà trở lại bình thường và rất khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Mà nhìn khoảng cỡ gần 70 tuổi mà nhìn sắc diện rất tốt, rất tốt. Một câu Phật hiệu này nếu như mà ai mà chân thật mà chịu tin, mà chân thật áp dụng trong cái cuộc đời mình hay lắm. Dù là bệnh đau như thế nào cứ niệm Phật đi. Ấn Tổ hay nói mà thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng hết thì được Phật hay là tiếp dẫn giáng sanh. Nó rất là hay là thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng còn thì nhất định phải sống mà nó còn tiêu nghiệp hết bệnh. Thì bác sĩ trị bệnh cũng vậy, là thọ mạng còn thì khỏe, mà thọ mạng hết thì bác sĩ chịu thua. Nhưng mà Phật A Di Đà thì thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng hết thì Ngài tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Thấy hay không? Ngồi suy nghĩ đi quý vị. Ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Thí dụ như bây giờ mình không tin có Phật hiệu, vì cũng tu nữa, vì không tin có Phật hiệu, vì không niệm Phật. Tự mỗi người chúng ta ngồi suy nghĩ, quý vị cuối cuộc đời quý vị hướng đến chỗ nào đây? Cuối cuộc đời quý vị hướng đến chỗ nào? Phải chi mình niệm Phật thì mình còn hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mình còn cái chỗ nương tựa là mình cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình về Cực Lạc. Còn bây giờ quý vị không chịu gầy dựng tín nguyện niệm Phật, kiên cố cái tâm chuyên nhất một câu Phật hiệu để niệm, để cuối cuộc đời người ta cũng niệm Phật để hỗ trợ đưa tiễn mình. Bản thân mình gì á, một cái ngã gì một chút, không lẽ tôi gì tu bao nhiêu năm nay mà không lẽ đi niệm Phật rồi bỏ cái môn tu của mình, mắc mặt quá. Môn tu này ông thầy ông mới tu đến còn trẻ mà ông hướng dẫn,
Bây giờ không lẽ tôi bỏ cái môn tu này mắc mặt quá. Quý vị ơi là quý vị, tại sao đi suy nghĩ vậy? Chúng ta đều là những hành giả đem cái pháp của Phật để đi giới thiệu thôi. Giống như có một ông chủ thiệt là lớn, ông có nhiều vị trí kinh doanh, chúng ta đi đến làm công cho ông thì vị trí kinh doanh nào cũng ông điểm chính là chủ, chúng ta chỉ là người làm thôi, hiểu không? Nói câu vậy dễ hiểu. Bây giờ Đức Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ, pháp thì pháp của Đức Phật, giảng ra 84,000 pháp môn. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ mình niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh Cực Lạc đi, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đều là kinh mà Đức Phật đã từng thiết. Thì bây giờ mình niệm Phật là mình nghe lời Đức Thích Ca Mâu Ni, còn như Đức là đem cái pháp của Đức Phật để giới thiệu cho quý vị thôi, chứ đừng bao giờ nghĩ cái pháp này là của những đức bậy quá. Mà con người mình bị bệnh vì một cái ngã mà mình không chịu mở ra quý vị. Có khi ở chung trong một ngôi chùa mà người ta thì niệm Phật rình rang lợi ích rất là lớn, bản thân mình không nhìn ra được. Dù là mình ở trong vị trí đó luôn mà vẫn không nhìn ra. Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi. Thiệt là đông người mà cuộc sống ăn uống lo lắng rất chu đáo, còn bản thân mình có khi có vài ba người thôi mà có khi mình còn cực khổ bận tâm, lo âu đủ chuyện. Rồi mình ngồi mình suy nghĩ, khi mình lớn tuổi rồi, khi cặn tử nghiệp của mình thì sao đấy? Nghĩa là cái tập thể gì thì người ta chu toàn, người ta lo cho mình. Còn nếu như cái cá nhân ai cũng tự lo cho mình riêng biệt thì cuối cuộc đời mình ai đứng ra lo cho mình? Mà mình ở trong cái tập thể như vậy thì mình khôn khéo, mình hòa nhập, mình cùng niệm Phật thì đúng là mình quá đặc biệt rồi. Gọi là chung tay hợp sức để hoàn truyền tịnh độ, đúng là quá đặc biệt rồi. Có một vị này gặp Nhân Đức nói chuyện, nói rằng có một ngôi chùa thiệt là lớn, bao nhiêu năm chờ im điềm, có một người đến cái ngôi chùa đó đem pháp môn niệm Phật đến nơi đó hoàn truyền. Người thầy cũng thích niệm Phật, để cho người đệ tử đó hoàn truyền tịnh độ. Ngôi chùa thiệt là to của người thầy, rình rang phát triển, bao nhiêu con người đến tu hành, chùa phát triển rất là đặc biệt. Trong đệ tử của thầy có một số người, người thầy dạy rằng sao tụi bay không niệm Phật, sao tụi bay không niệm Phật đi? Tụi bay thấy rõ ràng, bao nhiêu năm chờ, dù là có chùa nhưng mà ngôi chùa người ta đến giảng lai này kia thôi, chứ đâu có ở trong chùa mà tu tập đông như vậy. Mà từ khi niệm Phật chùa lại phát triển đặc biệt như vậy, sao tụi bay không để ý? Sao không để ý? Đúng rõ ràng người không đủ thiện căn cứu báo nhân duyên, không tin pháp này. Dù là mỗi ngày ăn cùng một chén cơm, ăn cùng một nồi cơm, ngồi chung bàn, nhưng mà không nhìn ra được sâu sắc. Dù mỗi ngày có khi nghe luôn á, nghe đó, ngồi nghe đó,
nhưng mà không mở được cái tâm. Vì sao? Vì cái ngã mình lớn quá. Có nhiều người cái ngã của chúng ta cho rằng mình tu nhiều chục năm, cứ đặt vấn đề đó. Nhưng quý vị tự bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, dù mình có tu nhiều chục năm, nhưng nhiều chục năm đó mình tu như thế nào, mình làm gì, và mình làm những việc lợi ích như thế nào. Đó mới là cái góc độ cực kỳ sâu sắc. Thí dụ như chúng ta đi mà không phù hợp một con đường thì đi càng xa nó thì nó càng lạc xa. Đừng có tính đoạn đường đi xa đó. Có những người người ta gặp đường, dù người ta mới đi nhưng người ta lại đi đúng chỗ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày rất từ bi. Ngài chỉ chỗ cho mình đàng hoàng, Ngài chọn pháp tu cho mình đàng hoàng. Vì Ngài biết được cái căn tính của mình trong thời mạt pháp, căn tính của mình rất yếu ớt. Mà Ấn Tổ Ngài nói rằng phước báo thì cạn mỏng, nghiệp chướng thì nặng nề. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài chọn lựa cho mình luôn, Ngài chọn lựa cho mình luôn. Mà con người ta là cái ngã nặng quá, không chịu mở cái tâm ra. Tu hành mà để cái mặt thiệt to, cái ngã thiệt to, thiệt lớn, ta đây 100% với quý vị không thể nào mà tiếp nhận được cái hay đâu quý vị. Không tiếp nhận được cái hay đâu. Có nhiều người ta lúc trước ta gặp như thế, ta nói thầy đang giảng kiêu ngạo ngã mạn ghê lắm, giảng hô hà, giảng nhìn giống như tự hào bản thân mình kinh khủng. Sau này đa phần những người đó đều gặp lại những đức nói rằng thì ra là cái cách giảng của thầy gì. Chứ thêm nữa, thật sự với thầy con gần gũi cũng mới thấy là do thầy làm, thầy nói, thầy làm được thầy nói. Nhưng mà chúng con lại nhìn cái cách nói của thầy lại cho thằng rằng thầy kiêu ngạo ngã mạn. Nhưng thật sự là thầy làm và thầy nói. Nên từ nơi đó mới rất mạnh dạn, rất là mạnh dạn. Quý vị phải nhớ rằng nếu con người những đức mà là kiêu ngạo ngã mạn thì những đức không thể nào mở tâm ra học tập đâu. Những đức nói rằng một đứa nhỏ nó nói một câu hay những đức cũng học. Mỗi một cái hành động của người những đức đều nhìn những đức học. Quý vị mà không mở tâm ra học tập làm sao bị giỏi được. Sự thành công của người ta mình không chấp nhận thì cái đó cũng là sự thành công. Mình đặt câu hỏi tại sao nó không biết gì mà thành công, cái gì ngộ vậy? Thành công là thành công. Còn mình biết nhiều thứ mà mình không làm được việc gì, còn người ta không biết mà người ta làm được thì mình phải chấp nhận đó là sự thành công. Không? Phải nhận thức cho sâu sắc. Khi nhận thức được như vậy thì quý vị sẽ thấy chân quý với môn niệm Phật này dữ lắm. Nên những đức nói rằng những người trong chùa hàng Phật tử khắp nơi, nếu như cuộc đời mình mà không gầy dựng niệm Phật thì cuối cuộc đời của mình con đường ra đi mình về đâu, mình đi đâu bây giờ? Nên những người lớn tuổi, những người già ở trong chùa mình, cư sĩ xuất gia, ngồi suy nghĩ đi. Dù là mình xuất gia, mình ở đâu, mình đi đến được chùa mình được ở, mình nên trân quý cái nhân viên. Đặc biệt mà ở trong một ngôi tam bảo gì có người đứng ra lo lắng cho mình, quan tâm mình. Chưa tới tháng 7 bây giờ đã chuẩn bị may đồ cho toàn thể đại chúng. Chưa tới Tết mà dự định khoảng tháng 7, tháng 8 đã may tiếp tục đồ cho tới tháng 12 có đồ tặng cho đại chúng. Từ cái tâm lo lắng cho mình như vậy, mỗi cái chung chút. Nhiều con người ta vì cơm ăn áo bận thôi mà người ta đã không có thời gian tu. Còn mình được hộ trì toàn bộ việc cơm ăn áo bận, nhà cửa thì hòa thượng xây. Và bản thân những đức cũng cực lực nhiệt tình hết mình, chia sẻ Phật pháp khô hơ cạn tiếng, ho hen luôn. Thì người ta thấy như vậy và chân thật làm việc, người ta chung tay hỗ trợ nhiệt tình với mình để làm những việc lợi ích cho chúng sanh, cùng với hòa thượng xây chùa. Từ nơi nhiệt liệt hết mình hộ trì tam bảo, hộ trì cho mình tu, mình phải nhìn nhận sâu sắc.
Nếu như bản thân của mình không gặp được cái sự hộ trì đó, dù là bây giờ mình có tiền bạc vật chất, ai cúng ở đâu mình được nhận, ai cúng mình được nhận, nhưng khi cuối cuộc đời của mình, tổ chức đâu lo cho mình? Sau này mình cận tử nghiệp, tổ chức nào lo cho mình đây? Tại vì mình mỗi ngày mình kiếm tiền, mình tự nuôi mình, tự lo cho mình, thì nó đâu có cái kết hợp của đoàn thể. Mà không kết hợp của đoàn thể, vậy tổ chức nào lo cho mình đây? Ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Nên mình đi được đến một cái nơi có một cái tổ chức quan tâm lo lắng, khi ăn thì cùng ngồi ăn giống hệt với nhau, từ quý thầy quý sư cô, cư sĩ, nam cư sĩ nữ, điều là giống hệt với nhau. Mình nhìn cái nhân viên một ngôi chùa như vậy, hiện đời bây giờ đã là khó tìm rồi. Mình đã gặp cơ hội này mà lại gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật, ngay một ngôi chùa chuyên tu, chuyên hoằng tịnh độ, một ngôi chùa chuyên niệm Phật. Mình tuổi già lớn tuổi, tiện tu, dễ tu. Thời khóa đưa đó cho mình vừa dặn dễ tu. Tu xong có thời gian đi ăn cơm, ăn cơm xong có thời gian ngủ trưa. Tính từng chút cho mình như vậy. Nhất là cái quan trọng, Nhân Đức nói với vị nghe, cái này cực kỳ quan trọng luôn. Một ngôi chùa tu tịnh độ mà Nhân Đức nghĩ ra được chỗ này là do Nhân Đức đọc sách Quán Tổ. Nhân Đức thấy có một đoạn khai thị Quán Tổ, ngài có nói một câu: đạo tràng chuyên nhất niệm Phật, mỗi thời tu có đoạn khai thị 5-7 phút thôi. Rất quan trọng. Để cho cái người mà chuẩn bị tu đó, tâm họ háo hức hừng hực cái tâm lên, phát bồ đề tâm để dụng công tu, đừng bị ngao ngán. Mục tiêu tu là vì cái gì? Nhân Đức khi đọc đến con đoạn này hiểu ra mình phải làm gì, sắp xếp thời khóa tu như thế nào. Nên 4 thời tu Nhân Đức giảng 4 đoạn pháp ngắn, 5-7 phút, chừng 10 phút đổ lại. Mỗi một thời tu đều là những con đoạn giảng nhắc nhở hừng hực cái tâm, háo hức như vậy, háo hức như vậy để cho mình nghe. Đây là cái điều cực kỳ quan trọng, rất quan trọng, để cho đạo tràng tu có phương hướng, có định hướng. Mỗi một cái thời khai thị ngắn của thời tu đều khác nhau. Vì nghe kỹ đi, quý vị coi, mình đến một ngôi chùa mà ông thầy ông chuẩn bị, ông tính cho mình từng chút như vậy. Còn cái khu hộ niệm thì Nhân Đức lại tính ra cái chuyện hộ niệm là từ khi các cụ còn chưa yếu, chưa nằm một chỗ, các cụ đã được tu điệu hộ niệm rồi. Những người nào chân cẳng yếu thì đi xuống đó ngồi ghế giữ tờ khóa tu bằng điệu hộ niệm khi cuối đời. Cách này vị coi tính cỡ nào chưa? Tính cho vị không tưởng tượng được. Rồi Nhân Đức lại tính ra cái thời khóa cho quý vị mà điệu hộ niệm, mà Nhân Đức lại xá cho cụ xá theo. Nếu ngồi hoài sợ các cụ nhức lưng buồn ngủ, nên Nhân Đức xá mới vô Nhân Đức nói chuyện chút, hô hà lên cho các cụ và đưa tay theo. Rồi khi mình xá xuống, các cụ xá theo. Thờ khóa cho người yếu. Quý vị coi tỉ mỉ từng chút tính cho quý vị. Rồi bố trí cho tất cả các anh em lo lắng. Nhà nóng thì đặt nước ở trên lóc nhà để nó bơm giống như cái đồ quay của giường ráo, để cho nó mát cái mái nhà cho các cụ, đừng ngủ đỡ nóng. Nên tất cả các cụ, các điểm đạo tràng, công việc Nhân Đức bây giờ rất là bận các cụ à. Bây giờ phải lo cái việc có tiền thêm để mà xây cái đạo tràng 4 cùng chung tay với Hòa Thượng. Không đơn giản đâu các cụ. Trong cái thời cuộc khó khăn này, chùa mình rất đông người, mỗi ngày giá chót 2.000 người, bao nhiêu công chuyện mình còn phải lo xây đạo tràng 4. Bây giờ móng đồ này kia làm xong hết rồi, cứ xây dựng. Bữa nay cũng có được chút đỉnh,
đem qua cúng dường đưa cho hòa thượng để trả tiền xây dựng cho người ta. Nên từ nơi đó mà cực lực nhiệt tình hết mình bằng cả tấm lòng của mình, nên mong đại chúng siêng năng niệm Phật, mọi người đều biết trân quý cái nhân duyên đặc biệt này. Và từng đời người già qua đi, người già khác tiếp nối, được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Còn những người trẻ thì có cơ hội sống những ngày tháng cuộc đời có ý nghĩa, nên thường phấn chấn lên, thường vui vẻ lên, thì sống trong ngôi Tam Bảo mà đặc biệt. Đừng có kiểu mà nặng nề buồn lo rầu rĩ, sống gượng gạo cho qua ngày, không tồn tại đâu. Đã sống trong đạo là phải phấn chấn lên, hãy nhìn nhận được việc làm ý nghĩa này, phấn chấn lên, phải nhận thức những việc làm mình là ý nghĩa. Mỗi ngày những đức đi chơi cái gì, còn đi nấu ăn trong bếp làm đủ chuyện sao vui vẻ cười, vì mình vui giúp cho người ta vui, người ta vui cũng như mình vui, phải có tâm vậy đó. Làm lo đủ chuyện á, nhiều người ta chưa có cảm giác này vì nó chưa được làm gì. Nhưng mà bao nhiêu cụ già, bao nhiêu người đã từng có gia đình, từng lo cho một gia đình, quý vị thấy gia đình có một hai người mà sao, không chi một ngôi chùa đông như vậy, vì nghĩ như thế nào. Nên mỗi người gặp pháp môn niệm Phật phải cực kỳ trân quý. Được ở trong chùa được đầy đủ như vậy mà còn không chịu nhìn nhận sâu sắc để mở tâm lượng mình ra, cố gắng niệm Phật, cuối cuộc đời người ta lo cho mình cực lực nhiệt tình hết mình, chu đáo cho mình, đúng là không khéo. Càng tu lâu thì cái ngã càng lớn, cái mặt càng to ra, xem chờ bằng dung, không biết cảm ơn ai cả. Có khi người ta chào không biết chào lại, thua. Người ta chào mình không chào lại, mai mốt hết duyên. Vì người ta nghĩ chào mình hết duyên hay sao? Thấy không? Nên người niệm Phật gặp nhau chắp tay ai với Đà Phật. Còn mình đang cầm gì? Ta ai với Đà Phật, ai với Đà Phật gật đầu. Đó cũng là duyên phước, nhớ nghe quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, ai với Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.